Đây là bộ phim kể về một người phụ nữ bỏ con, đi mãi không thấy chồng và trở thành lão thành cách mạng vì sống dai nhất Underworld Blood Wars Thế giới ngầm huyết chiến Trở lại với những sự kiện sau Underworld Awakening Thì đại loại là Celine ôm con đi tìm cha Nhưng mà tìm mãi không thấy Michael đâu May là giờ cô đặt tên cho con rồi Con gái của Celine và Michael tên là Eve Ôm con đi tìm cha mãi không được Lại còn bị săn đuổi bởi cả ma sói lẫn ma cà rồng Đá ma cà rồng thì muốn bắt Celine về chịu tội Do giết hẳn hai trên ba trưởng lão Còn đá ma sói thì dạo này có một thằng căng cực xuất hiện Lãnh đạo ma sói tiêu diệt các hang ổ ma cà rồng Tên là Marius Thằng này muốn kiếm Celine và Eve, tại vì máu của Eve là chìa khóa để đổi form giúp ma sói đấm mồm ma cà rồng nên là căn bản để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con cũng như là không phải nuôi thì Celine và Eve phải tách nhau ra thậm chí là Eve bắt Celine hứa là không được cố tìm con tại vì năm triệu cơ đôi hai mẹ con sống nào được cơ mà như đã nói ở trên thì tình hình là rất tình hình Marius dẫn ma sói đi tấn công các hang ổ ma cà rồng và ma cà rồng đang thua lòi mắt tại vì như phim trước thì cả loài người lẫn ma sói tấn công đã ma cà rồng thì còn mỗi cái nịt trước những nguy cơ như vậy thì có một thím tên là Semira thành viên của hội đồng gia tộc đông của ma rồng đề nghị bố của david là ông lão thomas thuyết phục con mình mời celine về lại nhà nhưng mà tạm thời treo tạm cái vụ xét xử kia đi để celine về dạy dỗ đám lính mới chứ giờ toàn gà mờ đánh nhau với cả người sói thì khác nào nướng quân celine định không đồng ý cơ mà thấy david với thomas thuyết phục ghê quá nên là cũng xôi xuôi về lại gia tộc sau bao nhiêu năm xa nhà trong tâm trạng hỗn độn của những người ở đây thì đại đa số vẫn bằng mặt không bằng lòng lắm nhưng mà thôi có vẻ như là semira đã thuyết phục cả làng rằng là không nhịn vụ celine này thì còn lôi thôi nữa skip skip đến cái đoạn mà celine chuẩn bị dậy đám tân binh múa dao chém gió các thứ thì cô được Vaga bù của Semira trợ giảng cho nhưng mà ngay lúc này thì cả hai đang tập đấu với nhau Vaga nhanh nhẩu cắt tay Selin bằng một con dao độc khiến nữ chính bị tê liệt lăn đùng ra đất tranh thủ Semira và Vaga bắn chết hết tân binh rồi bắt đầu màn độc thoại phản diện các thứ rằng chúng cấu kết với nhau để dụ Selin về nhưng mà chỉ để lấy máu cô đánh tết canh chứ còn ma sói thì tuổi lờ sánh vai gia tập đông vẫn đang trên kèo chúng nó mình Vaga dạy bọn này đánh nhau là được giờ thì đôi này dụ Selin về đây là để đưa Selin vào chồng đổ thêm tội giết tân tân binh cho cô tội chồng thêm tội và kế hoạch của mụ sẽ trơn tru hơn nữa chuẩn bị xong xuôi rồi tranh thủ lúc selin đang tê liệt semira bắt đầu kế hoạch tiền trảm hậu tấu bắt selin cắm một đống ống lên người cô để rút máu ra từ từ mà không làm cô chết kiểu là hack ra thuốc bút vô hạn ấy tất nhiên là kế hoạch của semira có một vài sơ hở là hai bố con thomas và david hai ông này sau phần phim trước thì hơi xi si một tí nên là đã sớm tìm ra kế hoạch của semira hai bố con cứu selin khỏi cái ghế làm tiết canh nhưng mà semira đã sớm quay lại nên là thomas đành phải đứng lại chặn đường để David bế Celine bỏ chạy. Semira thì cười đều, trước là vì vừa trên kèo được ông già, sau thì là vì đây là ban ngày rồi, giờ thì David bế Celine ra ngoài khác gì tự tử. Bất ngờ cho Semira, ông Thomas sắp chết lẫn Vaga. David cũng miễn nhiễm về ánh sáng mặt trời, chắc là do có máu của Celine từ trong phần trước bằng đôi chân của mình. David bế Celine đến gia tộc phương Bắc, tất nhiên là bế lên ô tô trở đi chứ chạy từ Đông Âu sang Bắc Âu vỡ mồm. Cả hai đang mùi mẫn tâm sự các thứ thì Celine kể về việc tại sao mình lại bỏ con. Giờ thì cô độc một mình, còn David thì wow, well, vừa mất bố mấy phút trước. Chỉ còn mình Celine là người thân cận. Ở nhà thì Semira đã thành công đổ hết tội cho Celine, kịp cửa một thím ma cà rồng tên là Alexia bám đít Celine và David. Họ đến vá pháo đài của ma cà rồng phương Bắc. Ở đây thì mỗi người là một request riêng. Celine thì được một ma cà rồng tên là Lena dạy cho rằng hội ma cà rồng phương Bắc có khả năng ngủ đông bằng cách quấn vải như xác ướp xong rồi ngâm dưới nước lạnh để đi vào thế giới tinh thần mở khóa sức mạnh mới nắm bắt thiên cơ các thứ nói chung là cái này sẽ trở lại nhưng mà từ từ đã giờ thì chúng ta quay sang chỗ David tại vì David có side quest quan trọng hơn đại loại là trưởng lão Vida ở phương bắc nhìn thấy David quen quen xong rồi David xưng tên là con trai Thomas thì mấy khoe là à, đây là kiếm bạc Thomas rèn cho mẹ David David kiểu Ơ mẹ tôi là thường dân thì cần kiếm đẹp làm gì Xong rồi Vida mới để lộ ra Mẹ Thomas thực ra là trưởng lão Amelia Người bị đá ma sói của Lucian giết từ phần 1 Amelia yêu Thomas Cơ mà mối quan hệ giữa hai người và David phải được giấu kín Tại vì hồi Victor còn sống Thì lão không biết yêu đương bao nhiêu Cơ mà cứ giữ Amelia như châu báu trong nhà Thằng nào lỡ ngớ là ăn bùn ngay David nghe được quả tin này thì ban đầu không tin Cơ mà biết là hội kia không lừa thì cáu Tưởng là mẹ mình tham quyền cố vị nên bỏ hai bố con lại bị các bạn chơi là thằng chỉ có bố suốt hai mấy năm thế là vida mới phải mang chiếc nhẫn mà amelia để lại cho david ra trong đó có chứa một giọt máu của bà bảo david là cứ khúc mắc gì thì cứ xem hết ký ức của amelia để lại rồi tính còn alexia sau khi biết được david đưa Celine lên bắc âu thì trước khi báo với gia tộc đã phải chạy qua ton hot với marius đã đúng rồi ấy, cái thằng Marius đứng đầu với đám ma sói, ấy, phím cho hắn địa chỉ của Celine trước rồi mới đi đến Vidor như lệnh được giao. Tất nhiên là Marius không bỏ lỡ cơ hội này, đến tận pháo đài phương bắc để bắt Celine cho bằng được. Hòng bắt cô khai ra vị trí của Eve, nói là làm đến là đánh, lũ ma sói đánh úp pháo đài của gia tộc phương bắc với quân số áp đảo. Nhưng mà trên này thì cũng toàn là kỳ nhân dị sĩ, nhất là những người đã thiền định ngủ đông, Giờ có siêu tốc độ như Lena, được thêm cả David và Celine hỗ trợ nên là đã lấy ít địch được nhiều. Celine bị cô lập và phải đối đầu với Marius, thì phát hiện ra là hắn có hình thái hóa sói rất lạ trông như người lai like. Và tất nhiên là đến đoạn này thì Celine bị ăn hành ngập mồm tại vì thằng kia vừa to vừa khỏe lại còn không có bạc làm khó nên là Celine bị quật cho bê lết chưa kể là còn ăn một xiên từ Alexia thình lình xuất hiện từ đằng sau. Nằm hấp hối trên nền băng, Alexia nếm máu Celine trên kiếm, biết rằng là cô không biết con gái mình ở đâu thật. Celine trượt xuống mặt nước dưới nền băng, chấp nhận cái chết. David và Lena chạy ra thì đã muộn. Marius và Alexia rời đi, chuẩn bị tấn công dinh thự của gia tộc phía Đông. Thế thì gia tộc phía Đông tình hình đang thế nào? Semira uống được tí máu của Celine vắt được từ đầu phim thì thấy rằng mình kháng được ánh sáng mặt trời một lúc tưởng là sắp sửa thượng đẳng hơn người ngồi ghế chủ tịch gia tộc thì david đù lù xuất hiện cầm theo chức nhẫn và chứng minh bản thân mình là con trai của amelia tức là người cuối cùng trực hệ một trưởng lão gia tộc nên là giờ theo luật thừa kế thì david mới được ngồi ghế chủ tịch semira phản đối nhưng mà luật thừa kế quá mạnh mà bố này lại không có luật sư thế nên là semira bị bắt đi đến cả thằng người yêu vaga còn trở mặt tại vì vaga bảo chỉ đi theo người đứng đầu hợp pháp của gia tộc nên là thôi về phong nắm đấy Chính trị chính em xong thì cũng vừa lúc Marius và đám ma sói ở dưới trướng tấn công, hắn đột kích dinh thự vào ban ngày, sử dụng chiến thuật bắn vỡ cửa sổ để ánh nắng tràn vào dinh thự, khiến ma gà rồng vừa đánh vừa popping khỏi ánh nắng. David thể hiện sự tận tâm của mình bằng cách cũng lao ra tuyến đầu chiến đấu, thậm chí còn dám lấy bản thân mình ra che nắng cho anh em dưới trướng và gà ngỡ ngàng khi thấy David chịu chơi như thế, lao vào nhiệt tình như fan bảo vệ idol, thậm chí còn sẵn sàng lao ra Marius để đánh trước. Mỗi tội non nên bị hất ra. David và Marius định gạ kèo solo mid thì bỗng nhiên hình bóng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Tiện gặt nhẹ mấy cái đầu ma sói, Celine đã được hồi sinh, Rồi tóc có hơi tí bạc, nhưng mà được búp thêm siêu tốc độ. Tất nhiên là Celine không chỉ đến một mình, mà còn có quân từ gia tộc Phương Bắc đến ứng cứu. Cả hai bên giao tranh vô cùng ác liệt. Celine gạ kèo tay đấu với Marius trong lúc solo kill trong phòng đấu tập của gia tộc. Một giọt máu của Marius bắn vào miệng Celine, làm cô đọc được ký ức của hắn, một vài ký ức có hình ảnh của Michael. Celine truy hỏi, rồi tiếp tục nếm thêm nhiều máu hơn thì biết được chính Marius đã bắt được Michael rồi hút cạn máu anh để làm thuốc cường hóa. Marius lôi một ống máu ra trêu người Selin rồi bỏ vào mồm làm một hơi người căng lên như vừa uống bảo húc hóa thành dạng ma sói nhưng mà vẫn có mặt người nhìn kỳ vãi đấm Selin chối chết để sốc bại tinh thần chuẩn cơn giận thành động lực Selin tự cắn tay mình dùng chính máu bản thân để nhớ lại những ký ức tươi đẹp về Michael biến nó thành động lực phản kích và thế trận trở lại ngang tài ngang sức Selin làm một đòn siêu ngầu thọc tay vào sau lưng giật tung xương sống của Marius ra ngoài khiến tên ma sói này chết ngay lập tức Selin mang đầu của Marius ra dọa đám ma sói khiến chúng phải rút đi trong lo sợ team ma rồng lại một lần nữa chiến thắng Tham skip một thời gian sau, Celine và David được tôn lên làm các trưởng lão mới, cùng nhau xây dựng lại hai gia tộc ma cà rồng còn sót lại, tiến tới một tương lai mới cho ma cà rồng. Hành trình của Celine đến đây là kết thúc với cái ghế cán bộ ở dưới đít và con gái Y thì bị tìm về với mẹ. Và tôi là vui vẻ. Và đó là kết thúc của series Underworld. Đừng quên đăng ký cho reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ series nào. Xin chào và hẹn gặp lại.